Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn, chúng ta lại tiếp tục đến với tập 314 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói trôi qua thời gian hơn nửa năm, Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế trước sau cũng xuất quan. Bọn họ vừa mới xuất quan liền lập tức chiếu lệnh thiên hạ, mệnh cho các thần tộc ma tộc đi tới triều bái. Sau khi triều bái hai vị lão tổ, các thần tộc ma tộc đều tự trở về lãnh địa của chính mình. Sau đó liền có chiến sự linh tinh bạo phát, các thần tộc ma tộc dốc hết lực lượng toàn tộc khai chiến chém giết lẫn nhau, giống như lửa lớn thiêu đốt đồng cỏ vậy. Càng ngày có thêm càng nhiều thần tộc ma tộc tham dự vào trong chiến sự, chỉ trong vòng mấy năm đã diễn biến thành một trận chiến tranh thật lớn, thổi quét khắp cả vũ trụ cổ lão. Mặc dù Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế vẫn chưa trực tiếp nhúng tay vào, nhưng kẻ sáng suốt chỉ cần nhìn một lần liền biết trận chiến tranh này chính là do hai tôn thần vương thái cổ ở sau lưng điều khiển. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, càng ngày có thêm càng nhiều tồn tại cường hoành cũng tham dự vào trận chiến tranh này. Các vị tồn tại đế cấp ẩn giấu trong vũ trụ cổ lão cũng nhao nhao xuất hiện, gia nhập vào trong trận chiến tranh càng ngày càng hung hiểm này. Chỉ trong ngắn ngủi mấy chục năm, khắp nơi trong vũ trụ cổ lão đã lan tỏa chiến hỏa, vô số tinh cầu bị thổi quét, lê dân bách tính tán thân vô số. Chỉ có Kim Ô Thị cố thủ Thang Cốc là không bị liên lụy vào bên trong đấy. Ngoại trừ Kim Ô Thị ra, cũng chỉ có Tổ Đình là mười phần an bình. Một ngày này, Tiên Thiên Thần Đế đột nhiên xuất kích, xuất hiện trên chiến trường, liên tục giết chết mấy gã đệ tử của Tiên Thiên Ma Đế, dẫn tới Tiên Thiên Ma Đế xuất thủ. Hai tôn thần vương thái cổ hội chiến tại Phụ Tử Nhai. Phụ Tử Nhai là một phiến tinh vân hình thái vách núi, Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế phân biệt tọa trấn ở nơi này. Một người ở dưới nhai, một người ở trên nhai, chỉ huy ước vạn binh mã xung phong chém giết. Tinh vân của Phụ Tử Nhai bị nhuộm thành màu sắc đỏ bừng, hồng quang quanh quẩn. Tới lúc rồi. Trung Nhạc mật thiết quan tâm trận chiến tại Phụ Tử Nhai, nghe được thám báo báo lại, trong lòng không khỏi đại hỉ, mỉm cười nói: Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế trở mắt, ốc còn không mang nổi mình ốc, hiện tại đã không rảnh quan tâm tới ta nữa rồi. Hắn lập tức điểm binh để cho đại quân dưới trướng xuất kích. Các lộ đế quân tạo vật chủ, bọn Phù Lê, Phù Sơn, Phù Kỳ Chi, Âm Phiền Huyên, Âm Phụ Khang, Âm Thiếu Khang, Bí Hí, Si Vĩ, Hình Thiên đều tự thống lĩnh một chi đại quân mà xuất kích. Thần ma các tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, đại quân Tổ Đình của Trung Nhạc giết tới, quét dọn từng phiến tinh vực, công phá rất nhiều tinh vực phụ cận Tổ Đình, chiếm làm của riêng. Các lộ đại quân Tổ Đình bắt tù binh ước vạn thần tộc ma tộc ở trong từng phiến tinh vực, bắt đầu chế tạo thần thành, mệnh danh là Càn Thành, Khôn Thành, Chuân Thành, Mông Thành, Nhu Thành, Tụng Thành và Sư Thành, vân vân. Từng mảnh tinh vực bị công phá, vô số tù binh các tộc thần ma xây dựng từng tòa thần thành, có kẻ bắt lấy từng quả thái dương nhét vào trong lò lửa, cung cấp cho lò lửa hỏa lực vô cùng mãnh liệt. Vô số cự nhân hình thể khổng lồ, tay cầm muôi xúc to lớn, xúc từng sảng kim dịch nóng rực rót vào trong khuôn đúc. Còn có cự nhân mình trần, tay cầm đại chùy, âm ầm tạo hình bảo vật. Lại có vô số tù binh thợ mỏ lấy quặng từ trong từng tòa tinh mạch, vận chuyển thần kim thần liệu thượng đẳng tới, tràng cảnh khí thế ngất trời. Huyền Kỳ Nhị Đế đích thân bôn ba giữa các tòa thần thành, chỉ điểm các thần nô rèn sắt đoán tạo bảo vật, bận tối mày tối mặt. Cũng may các tòa thần thành rất nhanh đã được xây xong, bố trí các tòa tinh môn truyền tống trong mỗi một tòa thần thành, ngược lại đã bớt cho bọn họ rất nhiều khổ cực. Mà Trung Nhạc cũng đi tới đi lui giữa từng tòa thần thành, đích thân thiết kế trận đồ cho những thần thành này, lớn từ kết cấu trận pháp của cả tòa thần thành, nhỏ tới bất kỳ một đạo văn hoa văn đồ đằng tỉ mỉ nào đều do hắn đích thân trải nghiệm kiểm tra.
Đây là một công trình vô cùng vĩ đại, đồ vật cần hắn đích thân thiết kế thật sự rất nhiều. Cho dù Trung Nhạc có tới mấy trăm vạn phân thân cũng vẫn cảm thấy ăn không tiêu. Lại qua thêm 20 năm nữa, từng tòa thần thành đã xây xong, tổng cộng có tới 64 tòa. Đám thần thành dẫn dắt tinh lực chư thiên, mượn tới lực lượng của tinh tú, khiến cho vô số quái tượng, đồ đằng ngoài mặt thần thành không ngừng vận chuyển. 64 tòa thần thành đối ứng với 64 quái tượng của Trung Nhạc. 8 tòa thần thành phối hợp cùng một chỗ chính là 8 tòa tiên thiên bắt quái, chia làm 8 loại bắt quái bất đồng: thần thiếu âm, thần thiếu dương, thần thái âm, thần thái dương, ma thiếu âm, ma thiếu dương, ma thái âm và ma thái dương. 32 tòa thần thành lại sẽ đối ứng với tứ quan, mỗi tứ quan đều là một tòa tứ tượng trận. Tứ quan là tứ tượng, phân biệt là thần tứ tượng và ma tứ tượng. Mà trung tâm của thần ma tứ tượng bát quan chính là Thái Cực Thành, là do thần thành và ma thành gắn liền tạo thành, từ trên nhìn xuống dưới giống như một quyển thái cực đồ vậy. Toàn bộ thần thành, thần quan trước sau kết hợp cùng một chỗ, tổng cộng có 74 tòa. 74 tòa thần thành, thần quan này hoàn thành lại có thêm 10 năm nữa. Trong thời gian này, Đại hội Chư Đế Tương Lai lần thứ tư tổ chức chính là tổ chức trong Thái Cực Thành vẫn chưa hoàn thành kia. Kẻ ứng lời tập hợp nhiều như mây, các lộ cường hào xuất hiện lớp lớp, phi thường náo nhiệt. Trung Nhạc đích thân khai đàn thuyết pháp, truyền thụ thất đạo luân hồi, lại luận đạo với rất nhiều thần ma, tìm hiểu ra thất đạo luân hồi, khiến cho những tồn tại tới phó hội đều đạt được ích lợi không nhỏ. Có không ít thần ma bị chiến tranh quấy nhiễu, nhìn thấy nơi này bình an, tuyển chọn lưu lại. Cũng không ít thần ma xem nơi này là thánh địa của đạo, bởi vậy tuyển chọn lưu lại nơi này, cùng đạo hữu giao lưu tâm đắc. Đã có bọn họ gia nhập, trong tinh vực bốn phía lại có các tu sĩ các tộc thần ma cuồn cuộn không ngừng chạy tới, định cư trong 72-74 tòa thần thành thần quan, khiến cho lãnh địa tổ đình càng ngày càng thịnh vượng hơn. Thật đáng tiếc không thể luyện những tòa thần thành này thành tiên thiên thánh địa được. Nếu có thể luyện chúng thành tiên thiên thánh địa, vậy cho dù đạo thần có tới đây cũng không có chuyện gì cả. Trung Nhạc quan sát những tòa thần quan thần thành này, chỉ thấy 74 tòa thần quan thần thành này đang loáng thoáng cải biến hướng đi của đại đạo vũ trụ cổ lão. Bất quá, quá trình cải biến vô cùng là nhẹ nhàng, vẫn chưa đạt tới trình độ ảnh hưởng tới toàn thể vũ trụ. Nếu 74 tòa thần thành thần quan này là 74 tòa tiên thiên thánh địa, vậy thì không phải chuyện đùa. 74 tòa thần thành đã phân tách không biết bao nhiêu binh lực của Trung Nhạc. Gần 5.000 vạn đại quân thần ma của hắn nhìn như rất nhiều, nhưng sau khi phân chia tới 74 tòa thần thành liền có chút không đủ dùng. Mỗi một tòa thần thành bất quá cũng chỉ có 67 vạn binh lực mà thôi. So với đại chiến thần ma động một chút là ngàn vạn binh lực, chút binh lực này liền nhỏ bé đến không đáng kể, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị địch nhân từng cái công phá. Thế lực của hắn, chiến lực tầng cao nhất tuyệt đối kinh người, thậm chí không thuộc về thiên đình, nhưng chiến lực trung tầng và hạ tầng lại xa xa không bằng. Trung Nhạc hạ lệnh cho tướng lĩnh trấn thủ các thần thành, thần quan rộng rãi chiêu mộ thần ma của vũ trụ cổ lão xung quân, nhưng cũng chỉ là như muối bỏ biển, căn bản không cách nào khiến cho 74 tòa thần quan thần thành đạt tới trạng thái lý tưởng. Đám tù binh các tộc thần ma kia cũng bị bổ khuyết vào trong các quân. Cho dù là vậy, số lượng thần ma của các thần thành, thần quan cũng bắt đầu, bất quá chỉ 200 vạn mà thôi. Thật ra là nhân tộc của các chư thiên và tinh hồng bảo trong hơn 100 năm qua đã trải qua sự phát triển nhảy vọt, xuất hiện thêm rất nhiều thần nhân. Trung Nhạc lệnh cho hiên viên thống lĩnh bát quan xem như là cứ điểm của nhân tộc. Tám quan như ma thiếu dương quan, ma thái dương quan, rồi thần thái dương quan, ma thiếu âm quan, vân vân, có thể cấu thành hai tòa thần ma tứ tượng, cùng 64 tòa thần thành ngoại vi và thần thái cực thành, ma thái cực thành ở trung ương kết hợp với nhau, đã tạo thành trận thế tiên thiên bắt quái của Trung Nhạc. Mà ở phía dưới thần ma thái cực thành chính là tổ đình. Kể từ đấy, Trung Nhạc ngồi trong tổ đình sẽ có thể điều động các thần thành thần quan, khiến cho 74 tòa thần thành thần quan này dễ dàng trưởng khống, bộc phát ra chiến lực kinh người. Không chỉ như vậy, đám thần thành thần quan này vừa xây thành, lãnh địa của hắn cũng mở rộng ra, so với tinh vực tổ đình trước đây còn lớn hơn tới 70 lần. Đương nhiên, vũ trụ cổ lão thật sự rất rộng lớn, phạm vi thế lực của hắn chẳng qua chỉ là một hạt cát trong sa mạc vũ trụ cổ lão, bé nhỏ đến không đáng kể, còn không chiếm cứ tinh vực mênh mông bằng những tiên thiên thánh địa như Thang Cốc, Luân Hồi Táng khu bậc này. Tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế đã khai chiến rồi. Trước mặt của Trung Nhạc lơ lửng một tấm tiên thiên bắt quái thật lớn do đại đạo cấu thành, chia làm 8864 quái, nội tàng thần ma tứ tượng, thần ma thái cực,
dung hợp cùng một chỗ với tinh đồ của vũ trụ cổ lão. Chỉ thấy một mảnh tinh vực nào đấy trong tiên thiên bắt quái nhẹ nhàng nổi lên sóng gió. Tấm tiên thiên bắt quái này của hắn là địa đồ vũ trụ cổ lão do hắn luyện chế ra, liên tiếp các đại đạo thiên địa của các tinh vực trong vũ trụ cổ lão. Chỉ cần trong vũ trụ cổ lão phát sinh thần ma va chạm, sẽ liền hiển hiện trong bức tiên thiên bắt quái đồ này. Trong địa đồ, một mảnh tinh vực đột nhiên bộc phát ra va chạm kịch liệt, chỉ có thể là tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế giao phong mới sẽ khiến cho tiên thiên bắt quái đồ xuất hiện cảm ứng cường liệt như thế. Mục đích Trung Nhạc chế tạo 74 tòa thần thành thần quan này thật ra chính là vì nghênh hợp đại đạo thiên địa của vũ trụ cổ lão. 74 tòa thần thành đối ứng với 74 tòa thánh địa của vũ trụ cổ lão. Ở trong đó, thần ma thái cực thành đối ứng chính là thánh địa tiên thiên huyền tẫn của mục tiên thiên và thánh địa vạn ma vạn thần của thần ma nhị đế. Tứ tượng tứ thành đối ứng với 4 tòa tiên thiên thánh địa Thang Cốc, Tịch Cốc, Tuấn Cung, Lạc Nguyệt. Mà 64 tòa thần thành chính là đối ứng với 64 tòa tiên thiên thánh địa. Đám tiên thiên thánh địa này có chút đã yên diệt ở trong dòng lịch sử, có chút thì đã bị đám thần vương thái cổ ẩn giấu. 74 tòa thần thành thần quan đối ứng với những tiên thiên thánh địa này sẽ có thể tương liên với đại đạo thiên địa của vũ trụ cổ lão, trưởng khống tất cả động tĩnh của vũ trụ cổ lão, bởi vậy mới có thể chế tạo ra bức địa đồ của vũ trụ cổ lão này. Chư tướng tổ đình tụ tập đông đúc, nhao nhao quan sát tấm bản đồ tiên thiên bắt quái. Mọi người quan sát trong chốc lát, Âm Phủ Khang trầm ngâm nói: "Thần ma bất cân bằng, thần ma nhị đế khai chiến là chuyện tất nhiên. Nếu bọn họ không chiến, thần đạo bị giết hoặc là ma đạo bị giết, đối với bọn họ chính là khó có thể thừa nhận được. Chỉ là hiện tại thần ma nhị đế khai chiến, sợ rằng chúng ta không có chút tiện nghi nào rồi, chỉ sẽ tiện nghi cho thiên và thiên đình mà thôi." Đám tướng lĩnh nhao nhao gật đầu. Ở trước mắt, thế lực của tổ đình vẫn còn quá nhỏ. Cho dù tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế có lưỡng bại câu thương đi chăng nữa, bọn họ cũng không có đủ lực lượng để thôn tính thêm tinh vực của vũ trụ cổ lão, xây dựng từng tòa hùng quan chấn áp thiên hạ. Thiên đã trưởng khống tiên thiên tà đế, nếu tiên thiên tà đế phục sinh sẽ có thể duy trì thần ma cân bằng, khiến cho tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế cũng không thể không đầu nhập vào hắn. Cho dù thiên không thể trưởng khống thần ma nhị đế, thì thiên đình của mục tiên thiên cũng có thể thừa dịp hư mà vào. Thiên đình đã thống nhất các tộc thần ma của Tử Vi, binh cường tướng giỏi, nhiều đếm không xuể. Thừa dịp thần ma nhị đế đã đánh tàn phá thần tộc và ma tộc của vũ trụ cổ lão, sẽ có thể đại quy mô xâm nhập vào thôn tính vũ trụ cổ lão. Đã không còn tiên thiên tà đế, trạng thái của vũ trụ cổ lão hoặc là thần đạo tiêu diệt ma đạo, hoặc là ma đạo tiêu diệt thần đạo, hai người thủy hỏa bất dung. Tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế cũng biết rõ bọn họ tranh đấu với nhau, tất nhiên là sẽ có kẻ ngư ông đắc lợi, nhưng tên đã lên dây không phát không được. Giữa bọn họ nhất định phải phân ra sinh tử, bằng không sẽ phải đối mặt với khả năng bị phe bên kia thôn phệ và tiêu diệt. Hơn nữa, nếu vũ trụ cổ lão chỉ còn lại có thần đạo hoặc chỉ còn lại có ma đạo, thần đạo hoặc ma đạo thống nhất toàn thể vũ trụ cổ lão sẽ trở nên vô cùng hưng vượng. Đối với bọn họ cũng là một cơ hội thật lớn, là hy vọng để cho bọn họ thành tựu đạo thần. Cho nên thần ma nhị đế cũng muốn nhân cơ hội này tiêu diệt đối phương, nói không chừng có thể khiến cho chính mình thành tựu đạo thần. Mục tiên thiên hẳn cũng đang quan tâm chiến cuộc nơi này. Kim Hà Hề trầm ngâm nói: "Nàng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội thật tốt này. Nếu binh lực thiên đình đại quy mô xâm nhập vũ trụ cổ lão, chúng ta cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi cả." Đám người nhao nhao gật đầu. Thế lực của bọn họ vẫn còn quá nhỏ yếu, không đủ lực lượng để thống nhất vũ trụ cổ. "Vậy nếu có thể khiến cho thần ma của vũ trụ cổ lão cân bằng trở lại thì sao đây?" Trung Nhạc đột nhiên mỉm cười nói: "Sao? Thần ma của vũ trụ cổ lão cân bằng trở lại sao?" Đám người Âm Phiền Huyên, Bệ Ngạn, Phù Lê đều thoáng ngẩn ra. Huyền Kỳ Nhị Đế lắc lắc đầu nói: "Tiên sinh, thần đạo và ma đạo của vũ trụ cổ lão mạnh mẽ như vậy, chỉ có tiên thiên tà đế mới có thể cân bằng được thôi. Tiên thiên tà đế vẫn chưa phục sinh, kẻ nào có thể làm đạo Long Văn cân bằng thần ma này đây?" Đám người nhao nhao nhìn về phía Táng Linh Thần Vương. Táng Linh Thần Vương vội vàng lắc lắc đầu nói: "Ta sao? Tuy nói đại đạo của ta không thuộc về thần đạo, cũng không thuộc về ma đạo, nhưng ta cắm ở giữa thần ma tuyệt đối là một con đường chết kìa. Nếu cho ta thời gian 10.000 năm, đợi ta khôi phục lại trạng thái của Táng Địa Thần Vương năm xưa, nói không chừng vẫn có thể nhúng tay vào trong đấy được." Trung Nhạc lắc đầu nói: "Không tới 300 năm, tiên thiên tà đế sẽ phục sinh. Mà trong vòng 300 năm này,
Mục Tiên Thiên tất nhiên sẽ đại quy mô xâm nhập vũ trụ cổ lão. Chúng ta không đợi được thời gian dài như vậy. Phù Lê có chút trầm ngâm nói, hoặc là có thể kiến tạo một cây cầu dài quán nhập vũ trụ cổ lão, dùng làm đạo Long Văn phân tách hay đạo Thần Ma. Ngay sau đấy, hắn đã lắc lắc đầu. Cây cầu này không khỏi quá dài, căn bản là không thực tế, không có khả năng kiến tạo ra được. Chỉ có một tồn tại vô cùng cường đại giống như Tiên Thiên Tả Đế vậy, mới có thể phân tách hai đạo Thần Ma, khiến cho hai đạo Thần Ma cân bằng. Thần Ma Nhị Đế ngưng chiến, hoàn toàn nghe theo sinh linh này, như thiên lôi xe đâu đánh đấy. Tiên Thiên Tả Đế có thể làm được, mà Mục Tiên Thiên cũng có khả năng làm được. Đây chính là tính toán của Thiên và Mục Tiên Thiên. Trung Nhạc đột nhiên mỉm cười nói, tổ đình của ta cũng có thể làm được. Đám người nhất thời ngẩn ra. Âm Phiền Huyên lắc lắc đầu nói, trong tổ đình ta không có tồn tại cường đại như vậy. Hơn nữa, muốn hai đạo Thần Ma không thể vượt qua, còn phải là một tồn tại không tu Thần Ma, cường đại tới trình độ có thể tách ra Thần Ma, Thần Đạo và Ma Đạo ở trong vũ trụ của lão mới có thể làm được. Trong tổ đình ta... Nàng lắc lắc đầu, điểm này đừng nói là Trung Nhạc không làm được, cho dù là gom toàn bộ những tồn tại trong tổ đình lại chung một chỗ cũng làm không được. Trung Nhạc rút quyền hành thiên đế ra, biến thành một thanh tiên thiên thần đao, cắm vào trong bản đồ tiên thiên bắt quái, rồi mỉm cười nói, nếu 74 tòa thần thành, thần quan của tổ đình ta biến thành một trình thế, tế khởi tiên thiên dịch đạo, sẽ có thể phân tách thần ma. Chư quân à, uy năng thanh đao này của ta vẫn chưa hoàn toàn bạo phát được, không bằng tới thử một lần xem, để xem chúng ta rút cuộc có thể khiến cho uy năng của nó khôi phục lại tới trình độ nào nào. Đám người hai mặt nhìn nhau cũng không quá xem trọng đối với uy năng thanh thần đao này của hắn, trừ phi có thể khiến cho tiên thiên thần đao của Trung Nhạc đạt tới trình độ có thể chống lại tồn tại như Tiên Thiên Tả Đế vậy, bằng không căn bản không có khả năng phân tách hai đạo thần ma của vũ trụ cổ lão. Sao, thanh đao này... Sắc mặt Táng Linh Thần Vương khẽ biến, hiển nhiên đã nhận ra la lịch của chuôi đao, trong đầu không khỏi hiện ra đạo thân ảnh đáng sợ kia. Chành! Tiên Thiên Thần Đao bay thẳng lên cao, huyền phù ở trên không trung tổ đình. Trung Nhạc tế khởi thần đao, chân đạp cương đấu, dẫn động chu thiên tinh tú của tổ đình. Vô số tinh quang ào ào xuất hiện, rót vào trong Tiên Thiên Thần Đao. Rất nhiều tướng lĩnh đi ra đại điện, sau đó phân ra bốn phương tám hướng, tiến vào từng tòa tinh môn, trở về thần thành thần quan của chính mình, điều động thiên quân vạn mã, hình thành từng tòa đại trận thất đạo luân hồi. Ầm ầm. 74 tòa thần thành thần quan, 74 tòa đại trận thất đạo luân hồi nhao nhao khởi động, từng cỗ uy năng khủng bố từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn vọt tới, tuôn trào về phía trên không trung tổ đình, rót vào trong thanh tiên thiên thần đao kia. Uy năng của thanh tiên thiên thần đao kia nhất thời dâng trào mãnh liệt, đao quang sáng ngời tới cực điểm, rọi sáng toàn bộ 74 phiến tinh vực phụ cận tổ đình. Không chỉ như vậy, đao quang vẫn còn tiếp tục lan tỏa ra ngoài, càng lúc càng xa, ảnh hưởng tới đại đạo tiên thiên của càng nhiều tinh vực trong vũ trụ cổ lão. Táng Linh Thần Vương, Huyền Kỳ Nhị Đế đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thanh tiên thiên thần đao này của Trung Nhạc vậy mà có thể thừa nhận được pháp lực của ước vạn thần ma, uy lực vậy mà đã siêu việt tuyệt đại đa số các đế binh. Uy lực của thanh tiên thiên thần đao này của Trung Nhạc bọn họ tự nhiên là biết rõ, mặc dù nó chỉ là bảo vật cấp đế quân, uy lực lại không thể xây xích bao nhiêu so với đế binh, nhưng tuyệt không có khả năng siêu việt hơn đế binh. Nhưng hiện tại uy năng của tiên thiên thần đao dĩ nhiên đã siêu việt hơn tuyệt đại đa số các đế binh, thậm chí còn siêu việt tuyệt đại đa số các bảo vật thiên đạo. Một kiện bảo vật cấp đế quân sao có thể gánh chịu được năng lượng cường đại như vậy mà không sụp đổ, không vỡ nát đây? Quả nhiên là kiện bảo vật kia mà. Trong lòng của Táng Linh Thần Vương cả kinh. Ba vị tồn tại đế cấp lướt nhìn nhau một cái, đều tự quát lớn một tiếng, vận khởi pháp lực tuôn trào về phía tiên thiên thần đao. Lực lượng của ba vị tồn tại đế cấp bọn họ càng thêm khủng bố, khiến cho quang mang của tiên thiên thần đao chiếu rọi càng xa hơn. Đao uy chấn động, lan tràn về phía chỗ xa hơn trong vũ trụ cổ lão. Đao quang như điện, cắt đứt thay đạo thần ma của vũ trụ cổ lão. Phong Hiếu Trung đang trong lúc bế quan, nghiên cứu Tả Đế thần nhãn, tâm thần đột nhiên rung động, xuất quan, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi ngơ ngẩn. Bảo vật thật mạnh, tế. Hắn cũng thôi động pháp lực bản thân, tế khởi thanh thần đao đã càng khổng lồ hơn kia, uy năng càng rung động hơn. Uy năng của tiên thiên thần đao nhất thời một lần nữa được đề thăng. Có sự gia nhập của hắn, thần đạo và ma đạo của vũ trụ cổ lão ào ào xuất hiện, tiến nhập vào trong thần đao. Trong tiên thiên thần đao, tiên thiên dịch đạo
thống hợp vạn đạo, vạn đạo hợp lưu, chỉnh hợp trong thần đao. Đại đạo thiên địa của vũ trụ cổ lão không ngừng chấn động kịch liệt, biến thành từng đạo huyền quang chạy về phía thanh thần đao kia, giúp tăng cường uy năng của thần đao. Trong lục đạo giới châu, tâm thần của đệ tử Phục Thương đột nhiên rung động, mở mắt ra, thân thể không ngừng chấn động, run run rẩy rẩy đi ra bên ngoài lục đạo giới châu. Phụ thân, người đã sống lại rồi sao? Hắn không ngừng lẩm bẩm, cảm thụ được cỗ chấn động kinh thiên động địa kia. Chấn động mà hắn cảm nhận được chính là tiên thiên dịch đạo của Phục Môn Đạo Tôn. Đạo tiên thiên dịch đạo kia càng lúc càng cường hoành, chấn áp chư thiên vạn đạo, hàng phục vạn đạo, thôn tính vạn đạo. Chỉ có Phục Môn Đạo Tôn ở thời kỳ đỉnh phong mới có được uy áp cường hãn như vậy. Trong tinh vực Phụ Tử Nhai, tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế đang lúc mạnh mẽ xuất thủ. Hai tôn thần vương thái cổ chém giết tới mức Phụ Tử Nhai sụp đổ, quần tinh nhiên diệt, tinh vân tan rã. Đột nhiên, cỗ ba động uy năng hảo hãn kia chợt thổi quét thẳng tới, giống như một đạo đao quang tách ra hai đạo thần ma đang va chạm kịch liệt với nhau. Cỗ uy năng hảo hãn kia không ngừng sống lại, không ngừng thức tỉnh, tựa hồ có một vị tồn tại vô cùng khủng bố đang từ từ mở mắt ra vậy. Từ trong ngủ mê chậm rãi tỉnh lại, khiến cho sắc mặt hai tôn thần vương thái cổ nhất thời vàng như đất, vội vàng tách ra. Phục Môn Đạo Tôn sống lại rồi, chạy mau, chạy mau. Tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế vừa mới xoay người bỏ chạy, rất nhanh đã tỉnh táo trở lại, nhất tề dừng bước, trong lòng thầm nói một tiếng xấu hổ. Phục Môn Đạo Tôn đã chết, tuyệt đối không có khả năng sống lại. Mặc dù Phục Môn Đạo Tôn là sinh linh cường đại nhất từ trước tới nay, nhưng hắn dù sao cũng là sinh linh hậu thiên, không có ưu thế vĩnh sinh bất tử của tiên thiên thần ma được. Hắn kiên quyết không có khả năng phục sinh. Bất quá, đạo uy năng hảo hảo đáng đáng kia quả thật là khí tức của Phục Môn Đạo Tôn không thể nghi ngờ. Bọn họ vô cùng quen thuộc với loại khí tức này. Năm xưa, thời điểm Phục Môn Đạo Tôn nhấc lên một trận hạo kiếp huyết tinh, đã có hàng trăm hàng ngàn tiên thiên thần ma táng thân. Từng tòa tiên thiên thánh địa bị huyết tẩy, bị đánh nát. Đã có mấy ngàn vị đại đế bị tàn sát, bị tước đoạt bí cảnh nguyên thần, luyện thành 3000 lục đạo giới. Uy phong của Phục Môn Đạo Tôn, sự hung ác của Phục Môn Đạo Tôn đã trở thành ác mộng của tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế. Lúc đó, cho dù là bọn họ cũng phải trốn đông trốn tây, ẩn giấu tiên thiên thánh địa của chính mình vô cùng nghiêm mật, không để cho Phục Môn Đạo Tôn tìm được, lúc này mới bảo vệ được một mạng. Lúc này, trong vũ trụ cổ lão, đột nhiên xuất hiện khí tức của Phục Môn Đạo Tôn, khiến cho phản ứng đầu tiên của hai người không phải là vì sao Phục Môn Đạo Tôn lại phục sinh, cũng không phải là phỏng đoán xem Phục Môn Đạo Tôn có phải đã phục sinh rồi hay không, mà là lập tức chạy thoát một mạng. Hiện tại bọn họ tỉnh ngộ lại, lúc này mới có thời gian tìm hiểu xem rốt cuộc là cái gì đã tạo thành khí tức của Phục Môn Đạo Tôn, hơn nữa còn cường đại đến như vậy. Không phải Phục Môn Đạo Tôn đã phục sinh, mà là vũ khí của Phục Môn Đạo Tôn đã phục sinh kìa. Hai tôn thần vương thái cổ vẫn chưa đi xa, đều tự liếc nhìn nhau một cái, trong lòng cũng có chút xấu hổ. Tiên thiên thần đế ho khan một tiếng, lẩm bẩm nói: là thanh kiếm kia đã phục sinh. Thế nhưng thanh kiếm kia rõ ràng đã bể nát rồi mà. Tiên thiên ma đế cũng lẩm bẩm: chính là chúng ta đã đích thân đánh nát nó. Năm xưa chúng ta phục kích linh cứu của Phục Môn Đạo Tôn, huyết tẩy đội ngũ hộ linh, linh hồn của Phục Môn Đạo Tôn hạ giới, chúng ta cũng là liều chết chiến đấu, lúc này mới đánh nát thanh kiếm kia được, hao tổn tới chết linh hồn của Phục Môn Đạo Tôn, thanh kiếm kia không có khả năng phục sinh được. Hai tôn thần vương thái cổ tinh tế cảm ứng, rốt cuộc phân biệt ra được cỗ uy năng huy hoàng này cũng không phải là kiếm quang kiếm khí, mà là đao quang đao khí. Đao quang vô tận, đao khí vô biên. Đao quang hữu hình, đao khí vô hình. Hữu hình không thể kháng cự, vô hình không chỗ nào không lọt vào. Chính là đạo đao khí bá đạo vô song kia ẩn chứa đạo diệu vô tận, diễn giải đại đạo huyền nào khó giải, đã tách ra thần đạo và ma đạo đang lúc va chạm với nhau. Loại tách ra này cũng không phải là phân tách ra thần đạo và ma đạo của vũ trụ cổ lão, mà là cực kỳ thô bạo, một đao chém ra. Không chỉ như vậy, đạo diệu trong đạo đao khí kia thậm chí còn đang hấp thu thần đạo và ma đạo, làm lớn mạnh bản thân mình nữa. Thanh kiếm của Phục Môn Đạo Tôn là thanh kiếm bình thiên hạ, đại khí huy hoàng là vương đạo. Mà kiện vũ khí có khí tức tương đồng với đế kiếm của Phục Môn Đạo Tôn này hẳn là một thanh đao, không có vương đạo, chỉ có bá đạo. Tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế liếc nhìn nhau một cái, tâm ý không ngờ đặc biệt tương thông, cùng nhau đi về phía tổ đình. Tiên thiên thần đế nói: hiện tại thần đạo và ma đạo đã bị kiện vũ khí kia tách ra, chúng ta cũng không cần phải tiếp tục tranh đấu nữa rồi.
Chuyện cần làm lúc này chính là ngăn cản thanh đao kia, ngăn cản hắn tiếp tục thôn phệ thần đạo và ma đạo. Tiên Thiên Ma Đế gật đầu nói: Thanh đao này và thanh kiếm kia rốt cuộc có quan hệ gì đây? Ta nhớ rồi, quyền bính của đế kiếm tựa hồ đã rơi vào trong tay của tên tiểu phục khi kia. Chẳng lẽ là động tĩnh do hắn chọc ra hay sao? Uy năng của thanh đao này càng lúc càng mạnh hơn rồi. Sắc mặt hai tôn thần vương thái cổ ngưng trọng, vội vàng men theo đao khí đao quang chạy về phía tổ đình. Uy lực của thanh đao này đã cường đại tới trình độ thay đổi cách cục của đại đạo vũ trụ. Mà vào lúc này, trong vũ trụ của lão, một phiến tinh vực không quá bắt mắt đột nhiên bị đao khí đao quang xâm nhập, dẫn động đại đạo thiên địa nơi này. Một vị tồn tại cổ lão từ trong ngủ mê tỉnh lại, mở mắt ra kinh nghi bất định. Đây là Phục Mân đạo tôn đã phục sinh rồi sao? Trời ạ, sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Thương thế của ta vẫn chưa khỏi hẳn, sau khi hắn phục sinh có tới tìm ta trả thù hay không đây? Trong một phiến tinh vực khác của vũ trụ cổ lão, chỉ thấy không gian nơi này giống như mê cung vậy, cũng là một địa phương nổi danh hung hiểm của vũ trụ cổ lão, gọi là tinh vực đồ âm. Phiến tinh vực này hiếm có dấu chân người, cho dù là tồn tại đế cấp tiến vào trong đấy cũng sẽ bị lạc tới chết, không tìm được lối ra. Lúc này, tại trung tâm của tinh vực đồ âm, sắc mặt một tôn thần vương cổ lão vàng như đất, thân thể lạnh run. Sống lại rồi, hắn đã sống lại rồi, ta liền biết hắn không dễ dàng chết như vậy mà. Hắn mạnh mẽ như vậy, sao có thể chết được đây? Hắc đế, đều là do ngươi hại ta cả. Trong một tòa thánh địa bí ẩn khác, một tôn thần vương thái cổ đang ẩn núp chữa thương, cặp mắt thần thơ, vô thần, miệng không ngừng lẩm bẩm. Chuyện không liên quan tới ta, chuyện không liên quan tới ta, là do đám gia hỏa cổ lão kia xúi dục ta, ta không có lá gan này, ngươi đừng tới tìm ta. Đao khí của tiên thiên thần đao ngoại trừ kinh động những tôn thần vương cổ lão này, còn có từng vị đại đế thượng cổ cũng bị kinh động. Bọn họ không khỏi nhao nhao tìm về phía tổ đình, sắc mặt ai nấy cũng đều phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bọn họ đã trải qua đoạn tuế nguyệt huy hoàng sán lạn kia, cũng đã trải qua tràng đại khủng bố Phục Mân đạo tôn huyết tẩy thiên hạ, càng đã trải qua thời đại địa kỳ tiêu tan, chứng kiến từng cái đại sự lịch sử kinh tâm động phách. Bọn họ hoài niệm đoạn tuế nguyệt kia, nhưng lại canh cánh trong lòng đối với trận đại khủng bố đồ sát trong đấy. Là Phục Mân đạo tôn sao? Một vị đại đế già nua tóc bạc như cước run run rẩy rẩy nói: Ta muốn lại gặp hắn một lần, ta sắp chết rồi, sắp sửa chết ra. Ta muốn gặp hắn, ta không còn sợ hắn nữa rồi. Ta chỉ là muốn hỏi một câu thôi, vì sao hắn lại làm như vậy? Những đại đế thượng cổ ôm ý nghĩ đồng dạng với hắn cũng không phải là số ít. Bọn họ có quá nhiều nghi hoặc còn chưa đạt được đáp án. Trong hơn 10 vạn năm này, bọn họ đau khổ tìm hiểu, nhưng thủy chung vẫn không thể do thám được chân tướng năm đấy. Bọn họ muốn một lời giải thích tại sao vị thiên đế anh dũng, thần võ anh minh kia lại tàn sát đạo hữu của chính mình, tàn sát đám đạo hữu đã cùng hắn dưỡng dục lục đạo lập luân hồi kia. Trong thánh địa chí tà, Thiên vẫn đứng ở nơi này chờ đợi tiên thiên tà đế từ trong trứng phục sinh. Đột nhiên một đạo đao quang chuyển tới, trên khuôn mặt như tờ giấy trắng của Thiên nhất thời xuất hiện từng đạo nếp nhăn. Hắn giơ tay lên trực tiếp xóa đi đạo đao quang kia. Ầm ầm. Trong thánh địa chí tà nhất thời lôi điện đan sen ầm ầm bổ xuống, lại có mưa to tầm tã chảy ngược xuống, nhấn chìm toàn bộ thánh địa chí tà. Cho dù là quả trứng tiên thiên tà đế cũng bị thiên lôi chém cho trong mềm ngoài khét. Chuyện đâu có liên quan gì tới ta đâu. Tiên thiên tà đế trong quả trứng vô cùng ủy khuất kêu lên: Thiên à, ngươi sao lại hỉ nộ vô thường như vậy? Tại khởi nguyên chi địa, khởi nguyên thần vương đang lúc trầm mặc đả tọa. Khởi nguyên chi địa bị tàn phá đã được hắn chữa trị lại, nhưng hiện tại hắn vẫn còn đang để thăng tu vi thực lực của chính mình, nhanh chóng khiến cho chính mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đột nhiên khởi nguyên thần vương chợt mở mắt ra, lộ ra thần sắc không thể tin nổi, chỉ thấy một đạo đao quang sáng như tuyết tập kích tới. Không gian xung quanh thân thể hắn nhẹ nhàng chấn động, tựa hồ cũng bị đao khí vô hình cắt ra. Thậm chí đại đạo ẩn tàng trong đao quang đao khí kia cũng đang ảnh hưởng tới đạo hạnh của hắn. Ta đã ngủ say bao lâu rồi đây? Trên thế gian đã xuất hiện tồn tại đáng sợ như vậy hay sao? Trong mắt khởi nguyên thần vương lộ ra thần sắc kinh ngạc, bàn tay khẽ gõ gõ. Chư thiên vô đạo bạo phát, mạnh mẽ bài trừ sự ảnh hưởng của đao quang đao khí kia. Sau đấy,
hắn chắp hai tay sau lưng nhìn ra bên ngoài lẩm bẩm nói: Sinh linh hậu thiên, vậy mà cường đại tới trình độ này rồi. Xem ra ta cũng không thể bảo thủ nữa rồi. Bằng không tiên thiên thần vương sẽ bị sinh linh hậu thiên siêu việt, còn làm sao thống trị thiên hạ được nữa đây. Đại tư mệnh, ngươi thật sự không nên để mặc cho đám sinh linh hậu thiên này cản quấy như vậy. Hiện tại chúng ta chắp tay tặng vũ trụ của chúng ta cho sinh linh hậu thiên. Bọn họ đã có được lực lượng cường đại như vậy, tất nhiên sẽ chèn ép không gian sinh tồn của tiên thiên thần ma chúng ta rồi. Quá cường đại rồi, còn cường đại hơn cả ngươi nữa kìa. Đại tư mệnh, sinh linh hậu thiên đã trưởng khống lực lượng siêu việt hơn ngươi rồi. Cùng lúc đấy, tại tinh vực Tử Vi, bên trong thiên đình, ba tôn chân thân của Mục Tiên Thiên đang ngồi trên bảo tọa thiên đế. Phía dưới chính là đông đảo ba quan văn võ đang nhao nhao dâng sớ thượng triều xử lý sự vụ thiên hạ. Đột nhiên, Mục Tiên Thiên chợt có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Ba tôn chân thân vội vàng đứng dậy, đi ra bên ngoài lăng tiêu bảo điện, dạ mắt nhìn về phía xa xa. Đông đảo bá quan văn võ vội vàng đuổi theo thiên đế, nhao nhao quan sát phía trước. Chỉ thấy một đạo đao quang từ trận đài truyền tống đi thông đến thần thành thứ 9, phóng thẳng lên cao. Quang mang chiếu rọi chư thiên của Tử Vi, thậm chí ngay cả thiên đình cũng bị đao quang chiếu rọi sáng ngời. Đông đảo bá quan văn võ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên mặt trời Tử Vi, trong vô số tinh đoàn, tinh hệ của vũ trụ cổ lão, đao khí của một thanh thần đao quán nhập không biết bao nhiêu ức vạn dặm vũ trụ, khiến cho bọn họ nhìn tới mức kinh tâm động phách. Thanh đao thật lớn. Mục Tiên Thiên định thần trở lại, gọi giám thiên ti tới phân phó nhiệm vụ. Mau lập tức giám sát vũ trụ cổ lão, kiểm tra xem yêu nghiệt phương nào ở hạ giới đang múa may pháp bảo, khoe khoang bảo bối của chính mình đây, làm quấy nhiễu thiên đình của ta đây. Tuần chỉ. Thân thể của giám thiên ti lay động, biến thành một cây đại thụ che trời. Mỗi một phiến lá trên cây đều là một bàn tay, trong mỗi lòng bàn tay đều có một con mắt dò xét xuống vũ trụ cổ lão. Một lúc sau, giám thiên ti thu lại thần thông pháp tướng, nhất mực cung kính nói: Khởi bấm, trong vũ trụ cổ lão cũng không có yêu nghiệt gì, mà là thiên thừa tướng. Thiên thừa tướng tế đao, đao khí quán nhập thiên không, thật sự là vĩ ngạn. Ồ, là thừa tướng sao? Bá quan văn võ nghị luận náo nhiệt, ai nấy đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đao quang đao khí bậc này quả thật là kinh người, vậy mà có thể xuyên thấu tầng tầng không gian, từ vũ trụ cổ lão lan truyền tới trong Tử Vi thiên đình. Thiên thừa tướng từ khi nào có được thần thông cường đại như vậy, có được bảo vật kinh người như vậy đây? Mục Tiên Thiên hừ lạnh một tiếng. Hóa ra là hắn, vị thiên thừa tướng này không phải chính là một tên yêu nghiệt hay sao? Nàng phất ống tay áo hồi chiều, bá quan văn võ nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, chẳng biết tại sao thiên đế đột nhiên lại mắng chửi thiên thừa tướng như vậy. Sắc mặt Mục Tiên Thiên âm tình bất định, trong lòng tức giận nói: Cái tên này lại đang gây hóa, một đao này của hắn chém thật tốt à, chém cho thần ma tách ra, chém cho tiên thiên thần đế và ma đế không đại chiến nữa kìa, chém cho chấm không thể xuống vũ trụ của lão được. Tặc nhân phản cốt múa đao là muốn hỏi một chút xem bảo tọa của chấm nặng bao nhiêu hay sao? Trong mắt của hắn càng lúc càng không có chấm rồi. Chấm sớm muộn gì cũng kéo ngươi vào trong cung, thiến làm hoạn quan, để xem ngươi còn làm mưa làm gió như thế nào đấy. Trong tổ đình, Trung Nhạc tiếp tục vận khởi pháp lực, dẫn tới càng nhiều đại đạo thiên địa của vũ trụ cổ lão để tu bổ quyền hành thiên đế. Đây vốn dĩ là đế kiếm của Phục Mân Đạo Tôn, tượng trưng cho quyền thế và quyền uy của thiên đế. Về sau đã vỡ nát, chỉ còn lại có chui kiếm, đã bị Trung Nhạc biến thành chui đao của tiên thiên thần đao. Thời điểm Trung Nhạc gặp được Phục Thương, Phục Thương đã để thăng tiên thiên thần đao lên tới bảo vật cấp đế quân. Nhưng hiện tại trải qua đám người tế khởi, lại trải qua bản thân tiên thiên thần đao thôn phệ thần đạo và ma đạo của vũ trụ cổ lão, Trung Nhạc cảm thấy thanh thần đao này trong mơ hồ vậy mà hiện ra đế uy. Hơn nữa đế uy càng lúc càng trầm trọng. Đây là thần đao đang chuyển biến trở thành đế binh, cũng tức là nói thanh tiên thiên thần đao này đang nỗ lực khôi phục lại trạng thái toàn thịnh trước đây của nó. Đương nhiên thanh đao này là của hắn, đã không hoàn toàn là đế binh của Phục Mân Đạo Tôn nữa. Thanh đao này tương đương với vũ khí chung của hắn và Phục Mân Đạo Tôn. Bất quá Trung Nhạc vẫn chỉ là tạo vật cảnh, vũ khí của hắn đã trước hắn một bước trở thành đế binh, ít nhiều cũng khiến cho Trung Nhạc cảm thấy có chút giở khóc giở cười. Thật cường đại. Ồ, tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế đã tới rồi sao? Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, thân thể bay lên,
ngẩng đầu nhìn về phía hai đạo lưu quang đang chạy như bay tới, chính là Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế. Hai vị đạo huynh. Trung Nhạc chắp tay hành lễ, Tiên Thiên Thần Đế và Ma Đế cũng chắp tay hoàn lễ rồi lên tiếng. Tộc trưởng không cần đa lễ. Hai vị đạo huynh đừng xa mà tới, sao không vào trong ngồi một chút đi? Trung Nhạc ân cần khoản đãi nói. Nếu hẳn xá có thể khoản đãi hai tôn thần vương, thật sự là nhà tranh sáng chói, tiểu đệ nói ra cũng đều vinh quang đầy mặt rồi. Tiên Thiên Thần Đế và Ma Đế đều tự cười lạnh. Tiên Thiên Thần Đế quay sang nói với Tiên Thiên Ma Đế. Đạo huynh, người ta đã mời ngươi tiến vào kìa, cần gì đứng ở đây chứ? Tiên Thiên Ma Đế cười hăng hắc nói. Người tiến vào trước đi. Hai tôn thần vương đều hừ lạnh một tiếng. Tiên Thiên Ma Đế mỉm cười rồi lên tiếng. Nếu tộc trưởng mượn uy năng của tổ đình bắt lấy chúng ta, vậy sự tình mà Phục Môn Đạo Tôn cũng không làm được, ngược lại đã bị ngươi làm được rồi kìa. Ngươi quả thật chính là nhà tranh sáng chói, vinh quang đầy mặt rồi. Hang ổ của ngươi chúng ta tuyệt đối sẽ không tiến vào. Có chuyện gì liền ở đây nó là được rồi. Trung Nhạc nhìn tư thái của hai người có chút kinh ngạc nói. Ồ, lẽ nào thanh thần đao này của ta vẫn chưa triệt để tách ra thần đạo và ma đạo, thế cho nên hai vị thần vương vẫn như cũ nhìn không thuận mắt lẫn nhau như vậy hay sao? Tiên Thiên Thần Đế cười ha hả nói. Một đao của tộc trưởng đã tách ra thần đạo và ma đạo của vũ trụ cổ lão, ý nghĩ tuy tốt thế nhưng thực lực có chút không đủ. Thần đao của ngươi truyền thừa là từ Phục Môn Đạo Tôn. Phục Môn Đạo Tôn có năng lực này, nhưng ngươi và bộ hạ của ngươi không có thực lực này. Trung Nhạc gật đầu. Phục Môn Đạo Tôn không cần mượn ngoại lực đã có thể một kiếm bình thiên hạ, khiến cho toàn bộ thần vương trong thiên hạ không dám có chút dị động nào. Thậm chí ngay cả thần ma tranh đấu cũng bình ổn trở lại, không dám nhiễu loạn trật tự vũ trụ. Mà Trung Nhạc mượn dùng Tiên Thiên Thần Đao, cho dù Tiên Thiên Thần Đao đã khôi phục lại tiêu chuẩn đế kiếm của Phục Môn Đạo Tôn, nhưng hắn cũng không có đủ lực lượng để phát huy ra toàn bộ uy lực của thanh thần đao này, cũng không thể chấn áp được đại đạo thần ma của vũ trụ cổ lão. Hiện tại bản thân Tiên Thiên Thần Đao vẫn đang tiếp tục chữa trị, uy năng càng lúc càng mạnh, nhưng toàn bộ thần ma di chứng Trung Nhạc cũng đều đã vận dụng hết thể lực lượng và thủ đoạn, đã không cách nào khiến cho đao khí đao quang tiến thêm được một bước nữa. Với nội tình hiện tại của tổ đình, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 7 thành uy năng của thanh thần đao này mà thôi. Tộc trưởng tự mình tới gặp chúng ta, lẽ nào không sợ chúng ta sẽ nhân cơ hội xuất thủ giết chết tên tiểu tặc nhà ngươi hay sao? Tiên Thiên Thần Đế nghi hoặc hỏi. Với thực lực của hai chúng ta, đột nhiên xuất thủ giết chết ngươi cũng không khó lắm đâu. Trung Nhạc sai người dâng lên mỹ tiểu cùng hai tôn thần vương ngồi trên chiếu ở giữa không trung, đích thân rót rượu cho hai tôn thần vương rồi mỉm cười nói. Hai vị đạo huynh, nếu ta triệt hồi thanh thần đao này vậy sẽ như thế nào đây? Sắc mặt Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế khẽ biến. Tiên Thiên Ma Đế lạnh lùng nói. Người uy hiếp chúng ta hay sao? Không dám, không dám. Trung Nhạc chậm rãi uống rượu rồi lên tiếng. Nếu ta triệt hồi Tiên Thiên Thần Đao, vậy hai tôn thần vương sẽ lập tức xuất thủ, đánh nhau tới không chết không thôi. Hai vị chính là lão tổ của thần đạo và ma đạo, là Tiên Thiên Thần Vương do thần đạo và ma đạo dưỡng dục sinh ra. Đã không còn thanh thần đao này của ta, thần ma tiếp xúc, công phạt lẫn nhau, yên diệt lẫn nhau. Khi đấy, hai vị liền biết ta không phải là địch nhân chân chính của các ngươi. Hai người các ngươi mới là đại địch, không chết không thôi kìa. Thần đế và ma đế liếc nhìn nhau một cái, trong lòng đều vô cùng khó chịu. Hai tôn thần vương thái cổ tung hoành thiên hạ vô số năm nay, hiện tại lại bị một gã mao đầu tiểu tử uy hiếp như vậy. Đột nhiên, uy năng của Tiên Thiên Thần Đao chợt rút lại vài phần, chính là Trung Nhạc chủ động triệt hồi uy năng của Tiên Thiên Thần Đao, khiến cho lực lượng thần đao tách ra hai đạo thần ma yếu bớt vài phần. Trong lòng Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế đại chấn, thần đế rút kiếm cắm thẳng vào mi tâm của Tiên Thiên Ma Đế, mà Tiên Thiên Ma Đế vẫy đuôi siết chặt cần cổ của Tiên Thiên Thần Đế. Hai tôn thần vương thái cổ đồng thời thống hạ sát thủ với đối phương. Đột nhiên, uy năng của Tiên Thiên Thần Đao chợt tăng mạnh, thần đạo và ma đạo của vũ trụ cổ lão lại tách ra. Trong lòng hai tôn thần vương một lần nữa đại chấn. Tiên Thiên Thần Đế chậm rãi rút thần kiếm ra khỏi mi tâm Tiên Thiên Ma Đế, còn Tiên Thiên Ma Đế cũng chậm rãi mở cái đuôi của chính mình ra. Sắc mặt hai tôn thần vương đều trầm xuống. Thời điểm Tiên Thiên Tà Đế vẫn còn, thần đạo và ma đạo tách ra,
tiên thiên tà đạo ngăn cách trung ương có thể khiến cho bọn họ bình an vô sự. Nhưng hiện tại tiên thiên tà đế đã chết, vẫn chưa phục sinh. Trung Nhạc thừa dịp hư mà vào, muốn thay thế tiên thiên tà đế trở thành tồn tại cùng đứng cùng ngồi, ngang vai ngang vế với bọn họ. Hơn nữa, Trung Nhạc so với tiên thiên tà đế càng có thủ đoạn hơn. Ít nhất tiên thiên tà đế sẽ không dùng việc này để uy hiếp bọn họ, buộc bọn họ phải tiến vào khuôn khổ, mà Trung Nhạc thì sẽ làm như vậy. Thần và ma từ thời điểm thiên địa sinh ra vẫn luôn tương khắc lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, giết chết lẫn nhau. Chỉ có khi tiên thiên tà đế tạo thành đạo Long Văn, tách ra thần ma, mới khiến cho thần ma tạm thời bình an vô sự. Bất quá, loại quy luật thần ma tương khắc này vẫn chưa từng thay đổi qua. Sau khi tiên thiên tà đế chết đi, dựa theo cách cục của vũ trụ cổ lão, phân chia của tiên thiên thánh địa, hẳn là vị đương đại thần vương sinh ra trong thánh địa tiên thiên huyền tấn, mục tiên thiên này, tới làm đạo Long Văn phân tách thần ma. Tiên thiên thần đế nhìn chằm chằm Trung Nhạc, chậm rãi nói: hắn là thiên mệnh sở quy, hẳn là nên như vậy. Nhưng tộc trưởng đã đoạt mất số mệnh của mục tiên thiên, chính mình lên thay thế. Lẽ nào ngươi không sợ mục tiên thiên sẽ giận dữ giết chết người hay sao? Tiên thiên ma đế gật đầu. Thánh địa tiên thiên huyền tấn sinh ra vô cùng kỳ diệu. Tòa thánh địa này đồng thời bao hàm thần đạo và ma đạo, cũng bao hàm cả đạo Long Văn thiên nhiên phân tách thần ma. Theo lý mà nói, lẽ ra phải do mục tiên thiên tới nhất thống hai đạo thần ma, thống nhất vũ trụ của lão mới phải. Nhưng hiện tại Trung Nhạc lại chặn ngang một đao, chính mình muốn làm đạo Long Văn này, cướp đi số mệnh của mục tiên thiên. Có thể tưởng tượng mục tiên thiên sẽ phẫn nộ tới mức nào. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: nàng phẫn nộ cũng không thể làm gì được. Nàng có thể làm gì được ta đây? Hai vị đạo huynh, ta muốn cùng các ngươi tam phần vũ trụ cổ lão, ý các ngươi như thế nào? Sắc mặt của hai tôn thần vương đại biến, tiên thiên ma đế cười lạnh một tiếng nói: tam phần vũ trụ cổ lão ư? Khẩu vị của ngươi không nhỏ, không biết miệng của ngươi có thể nuốt vào nhiều lãnh địa như vậy hay không? Xoẹt! Tiên thiên thần đế đột nhiên rút kiếm, nhanh như thiểm điện, đâm vào mi tâm của tiên thiên ma đế. Cùng lúc đấy, tiên thiên ma đế vẫy đuôi siết chặt cần cổ của tiên thiên thần đế, kéo đầu của hắn áp sát trên mặt đất. Trung Nhạc chậm rãi thôi động tiên thiên thần đao, uy năng của thần đao một lần nữa tách ra thần đạo và ma đạo, nhàn nhạt nói: hai vị, ta là muốn cùng các ngươi tam phân thiên hạ, không phải là muốn độc chiếm vũ trụ của lão này. Khẩu vị của ta có lớn hay không, cái miệng của ta có lớn hay không, cũng không cần hai vị thay ta ưu phiền rồi. Tiên thiên thần đế từ từ rút thần kiếm đang đâm vào mi tâm của tiên thiên ma đế ra, còn tiên thiên ma đế cũng thu hồi cái đuôi của chính mình. Sắc mặt hai tôn thần vương thái cổ cũng đều âm tình bất định. Nếu ta rút thần đế, sẽ có thể tiêu diệt ma đế đạo huynh. Thần đế đạo huynh khiến cho thần đạo nhất thống vũ trụ cổ lão, nói không chừng sẽ có thể thành tựu đạo thần. Nếu ta giúp ma đế, sẽ có thể tiêu diệt thần đế đạo huynh. Ma đế đạo huynh nói không chừng sẽ có thể thành tựu đạo thần. Ngư khí của Trung Nhạc chân thành nói: hai vị đạo huynh muốn ta giúp kẻ nào đấy? Thần đế và ma đế liếc nhìn nhau một cái. Lời nói của Trung Nhạc như đao, sắc bén mà trầm trọng. Một đao cắm giữa hai người, gọn gàng, dứt khoát, nói rõ chính là đang châm ngòi ly gián, triệt để ô uế quan hệ giữa hai người bọn họ. Tam phần vũ trụ cổ lão, người muốn bộ phận lãnh địa nào? Thần đế trầm ngâm một hồi, đột nhiên hỏi. Trong lòng ma đế nhất thời nghiêm nghị, liếc nhìn thần đế một cái, trong lòng có chút lo lắng. Lẽ nào cái tên này dự định mượn lực lượng của tiểu phục khí giết chết ta, để cho hắn có thể thành tiểu đạo thần hay sao? Tộc trưởng, tam phần vũ trụ của lão có thể khả thi được. Ma đế cũng cười ha hả nói: ma đạo ta có thể cắt nhượng một bộ phận lãnh địa, tộc trưởng cứ việc mở miệng là được. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: ta làm người giảng hòa của hai vị, tự nhiên là muốn chiếm cứ trung ương rồi. Hắn tế khởi bản đồ tiên thiên bắt quái, vẽ một vòng tròn lớn xung quanh tổ đình, vừa vặn gom rất nhiều cương vực cổ lão, kể cả thần thành thứ 9 vào trong đấy, cơ hồ đã chiếm cứ phân nửa cương vực của vũ trụ cổ lão. Hắn mỉm cười nói: ta liền lấy những chỗ này, ý hai vị đạo huynh như thế nào? Hai tôn thần vương thái cổ khẽ nhíu mày. Căn cơ hùng hậu nhất, thánh địa cổ lão nhất của vũ trụ cổ lão đều tập trung ở trung tâm vũ trụ. Nơi này cũng là thông đạo đi lên tử vi, tụ tập nhiều thần tộc, ma tộc nhất, số lượng thần ma cũng nhiều nhất. Trung Nhạc chiếm giữ nơi đấy, thoáng cái đã nuốt vào địa phương dồi dào nhất. Mà lãnh địa bốn phía lại tương đối cằn cỗi, không có bao nhiêu dầu mỡ. Quá lớn rồi.
Tiên Thiên Ma Đế vươn tay ra, nhẹ nhàng rạch một cái trên bản đồ Tiên Thiên Bắt Quái, rạch ra một tảng lớn lãnh địa ma đạo vào trong vòng tròn Trung Nhạc đã vẽ, rồi ho khan nói: "Ở khẩu vị của lão đệ quá lớn rồi, ta sợ ngươi ăn không nổi sẽ bị mắc nghẽn." Tiên Thiên Thần Đế cũng vươn tay ra nhẹ nhàng rạch một cái, cắt đứt một bộ phận lãnh địa thần đạo, rồi lên tiếng: "Lão đệ không có nhiều nhân thủ như vậy, không chiếm nổi lãnh địa lớn như vậy đâu. Nếu Mục Tiên Thiên mượn uy năng của thiên tử xâm lấn vũ trụ của lão, ta sợ ngươi khó có thể ngăn cản nổi." Trên mặt Trung Nhạc mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt: Dễ nói, vậy sự tình cứ định như vậy đi." "Được, định rồi. Hai tôn thần vương thái cổ cười ha hả, ánh mắt chớp động, ngẩng đầu nhìn về phía Tiên Thiên Thần Đao. Tiên Thiên Thần Đế mỉm cười hỏi: "Thanh thần đao này của lão đệ có thể chống đỡ được bao lâu vậy?" Ánh mắt Tiên Thiên Ma Đế cũng chớp động, thản nhiên nói: "Ta muốn thử đao một chút, không biết có được không?" Tiên Thiên Thần Đao phát ra vạn đạo quang mang, đao khí quán nhập vũ trụ càn khôn, quả thật vĩ ngạn đáng sợ, cơ hồ đã tái hiện trạng thái toàn thịnh của đế kiếm Phục Môn Đạo Tôn năm xưa. Hai tôn thái cổ thần vương đều có ý muốn thử đao một chút xem sao. Trung Nhạc gật đầu mỉm cười nói: "Hai vị đạo huynh cứ việc tùy ý mà thử đao, ta cũng muốn nhìn rõ xem uy năng của thanh thần đao này của ta như thế nào." Tiên Thiên Ma Đế quát lớn một tiếng, dùng đuôi làm thương đâm về phía Tiên Thiên Thần Đao. Hắn đã xuất ra toàn bộ thực lực, quả nhiên vô cùng bá đạo. Đại thương vừa đâm ra, bảy đạo quang luân sau đầu chuyển động, giống như một vị ma vương cái thế vậy. Chanh một tiếng, Tiên Thiên Thần Đao chấn động, va chạm với ma thương. Tiên Thiên Ma Đế thu thương lại, lùi về phía sau. Đúng lúc này, Tiên Thiên Thần Đế rút kiếm ra, một kiếm nhanh như quang điện, đâm thẳng về phía Tiên Thiên Thần Đao. Quang mang của Tiên Thiên Thần Đao dâng trào mãnh liệt, giao phong với kiếm ý khôn cùng của thần đế. Chỉ vừa mới va chạm một cái, Tiên Thiên Thần Đế đã cảm thấy kiếm ý của chính mình bị một đao cắt ra. Đao ý bằng bạc còn nhắm thẳng về phía mi tâm của chính mình. Hắn vội vàng thu kiếm bỏ đi. Hai tôn thần vương một trước một sau đi xa, biến mất không thấy đâu nữa. Trung Nhạc đứng lên, cất cao giọng nói: "Rượu vẫn chưa uống xong mà. Ngày khác đi. Hai tôn thần vương trước sau liền biến mất. Trung Nhạc vẫn ngồi đấy chậm rãi uống rượu. Đúng lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, biến thành một cái đại thủ trắng tinh, nắm lấy chu đao của Tiên Thiên Thần Đao. Tiên Thiên Thần Đao xoay chuyển đao thế, nghênh đón đại thủ trắng tinh kia. Năm đầu ngón tay của đại thủ kia linh hoạt nhảy lên, liên tục búng lên trên thân đao. Năm ngón tay không ngừng run rẩy, rất nhanh lùi trở về trong hư không. Trung Nhạc đặt ly rượu trên môi, chỉ thấy lại có một nắm tay nữa oanh tới. Ngón tay cái dựng thẳng, nhẹ nhàng nhấn một cái lên trên thân đao. Xoẹt. Một tiếng xoẹt nhỏ vang lên, ngón tay cái của nắm tay kia nhẹ nhàng rớt xuống. Lại có một sợi dây lụa xoắn tới, kéo dài ức vạn dặm, giống như một cây trường kiều, vù vù cuốn lấy Tiên Thiên Thần Đao. Tiếp theo xoẹt xoẹt đứt đoạn, giống như vô số cánh hoa tung bay tán loạn. Trong không trung chuyển tới một tiếng hừ nhỏ. Rồi lại có một cái bát lớn xoay chuyển bay tới. Từ trong cái bát đổ xuống vô số hạt tinh sa, biến thành tinh hà hạo hãn tuôn chảy về phía Tiên Thiên Thần Đao. Chỉ nghe một tiếng đao minh vang lên, cái bát lớn kia tách ra làm đôi, bị cắt thành hai mảnh. Hai mảnh bát gào thét bay đi, vô số tinh sa trường hà cũng gào thét mà bay đi xa. Trung Nhạc uống xong một ly rượu, vứt ly rượu sang một bên, xoay người đi trở về tổ đình, cười lạnh nói: "Thần vương thái cổ thật đúng là không ít ta. Những thần vương trong lãnh địa ta này cũng nên đi thăm viếng bọn họ một chút rồi." Những tồn tại xuất thủ nỗ lực đoạt đao kia hẳn là đám thần vương thái cổ phụ cận tổ đình. Bọn họ khoảng cách gần đã bị đao uy kinh động, chỉ là nhìn thấy Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế đang ở nơi này mới không dám ra tay. Thần Đế và Ma Đế lần lượt thăm dò uy năng của thần đao, hai tôn thần vương toàn thân trở lui, lúc này bọn họ mới dám xuất thủ. Bất quá thủ đoạn của bọn họ vẫn còn thua kém một chút so với Tiên Thiên Thần Đế và Ma Đế, nhau nhau chịu thiệt thòi. Trung Nhạc phân chia phạm vi thế lực với Tiên Thiên Thần Đế và Ma Đế, gần 1/3 lãnh thổ vũ trụ của lão đều thuộc về Trung Nhạc. Đám thần vương này tương đương với ở trong lãnh địa của Trung Nhạc. Trung Nhạc nói sẽ đi thăm viếng bọn họ tự nhiên không phải là một câu nói suông. Hơn nữa, vừa rồi hắn dùng đao uy của Tiên Thiên Thần Đao cắt ra thần đạo và ma đạo của vũ trụ cổ lão. Những địa phương mà uy năng của thần đao lan tới, hắn đều có thể phát giác. Trong đấy có không ít địa phương kỳ dị ẩn sâu trong vũ trụ cổ lão. Sau khi đao uy đi tới, nơi đó liền bị xóa đi. Trong những chỗ này cũng có cả khởi nguyên chi địa, hẳn là khởi nguyên thần vương đã xuất thủ xóa đi đao uy. Mà những địa phương còn lại
hẳn chính là đám thần vương ẩn cư kia. Biết rõ địa điểm của đám thần vương này, lại đi tìm bọn họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều lần. Uy năng của tiên thiên thần đao vẫn còn đang tiếp tục để thăng, bất quá đã vô cùng chậm. Thanh thần đao này đã tiếp cận tiêu chuẩn của thanh đế kiếm trong tay Phục Mân đạo tôn năm xưa. Mặc dù vẫn còn có chút thua kém, thế nhưng cũng không thua kém là bao nhiêu nữa. Có được thanh thần đao này, lúc này nhân tộc mới xem như là có được một kiện bảo vật có thể chấn áp khí vận chủng tộc. Trung Nhạc cũng đã có một kiện bảo vật có thể xuất thủ thuận tay. Sao? Đi gặp đám thần vương kia ư? Khi đám người Âm Phiền Huyên nghe được ý định của Trung Nhạc, trong lòng không khỏi thất kinh, cảm thấy khó giải quyết vạn phần. Đám thần vương thái cổ cực kỳ nguy hiểm, trốn ở trong tổ đình thì cũng thôi, sao có thể dễ dàng đi ra ngoài gặp bọn họ được? Đây chẳng phải là đã dâng tính mạng của chính mình cho bọn họ hay sao? Trung Nhạc mỉm cười nói: Không cần lo lắng, lần này ta dùng lễ cầu kiến trước khả bái thiếp. Nếu như bọn họ cho phép ta tiến vào, ta mới sẽ tiến vào. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ dùng lễ mà đối đãi thôi. Đám người Âm Phiền Huyên, Phù Lê lức nhìn nhau một cái, đều cảm thấy Trung Nhạc hành động có chút lỗ mãng. Mặc dù Trung Nhạc hạ bái thiếp trước chính là dựa theo lễ nghi, nhưng đối phương chưa chắc sẽ dùng lễ mà đối đãi. Nhất là Trung Nhạc lại còn là một phục hy, cùng với đám thần vương thái cổ kia quả thật chính là đại địch không chết không thôi. Đối phương có thể dùng lễ mà đối đãi mới là lạ. Tuy nói lần này Trung Nhạc từ chỗ của tiên thiên thần đế và ma đế đã chiếm được rất nhiều tiện nghi, lại khiến cho thần đao trở thành đế binh, nhưng so với đám thần vương thái cổ kia, tu vi thực lực của Trung Nhạc vẫn còn quá yếu, xa xa không đủ nhìn. Nếu đám thần vương kia dùng bạo lực mà đối đãi, vậy Trung Nhạc có thể chống đỡ nổi hay sao? Trừ quân, không cần lo lắng đâu. Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói: Ta mặc dù không phải là đối thủ của đám thần vương kia, nhưng nếu ta muốn đi, bọn họ chưa chắc đã có thể lưu ta lại được. Âm Phần Huyên vẫn có chút không yên lòng nói: Phu quân, vẫn là dẫn táng linh thần vương cùng đi theo đi. Trung Nhạc liền gật đầu đồng ý. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 314 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.